chuyện xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa. Nhận được cái tin là cái khóa học sinh là 93, 96 thì tổ chức cái hội khóa của cái trường, thì nhà trường rất là mong chờ các thầy các cô, rồi là rất là mong chờ cái ngày hội khóa. Thì bản thân nhà trường thì sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em về hội khóa, và rất mong chờ đến cái ngày đó. Dù bây giờ công tác ở đâu nhưng mà cứ cố gắng là giữ cái mối liên hệ với nhau để tạo ra một cái mối đoàn kết, đây là giúp nhau cùng trưởng thành. 20 năm gặp lại thầy trò mừng lắm, chảy nước mắt á, rất cảm động. Cảm ơn các em. Cảm ơn các em nhiều lắm. Xin chào các bạn. Thời điểm này chúng tôi đang có mặt tại trường Năng Khiếu để chuẩn bị cho một cái phóng sự kỷ niệm 20 năm ra trường. Với cái tinh thần và cái khí thế của tất cả các bạn đã từng học lớp A, lớp B, trường cấp 2 Năng Khiếu khóa 93-96 để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 20 năm ra trường khóa học 93-96, và chúng ta hãy lắng nghe những người bạn có mặt trong ngày hôm nay nói gì các bạn nhé. Các bạn hãy về đi, đợi các bạn về nhé. Tại nhà mình, tại ngôi trường Năng Khiếu chúng ta đã cùng học với nhau, và tại mảnh đất Thanh Chương nơi chúng mình đã sinh ra và lớn lên. Hôm nay và ngày 23 tháng 7 chúng ta hãy cùng về gặp nhau nhé. Các bạn và trường, lớp và thầy cô đang chờ đón các bạn trở về. Hãy về với trường nhé các bạn. Chờ đón các bạn về đến trường Táo nhà thi tính. Về đây. Rất mong các bạn về. Ngày 23 tháng 7 là cơ hội để chúng mình ôn lại kỷ niệm xưa. Các bạn hãy về nhé, thầy cố và chúc mừng với các bạn. Mình rất mong ngày 23 tháng 7 để tất cả chúng ta đều về đây để gặp nhau ôn lại những kỷ niệm 20 năm rồi. Mong các bạn về đầy đủ để chúng ta tổ chức hội khóa được vui vẻ. Mong chờ đến ngày đó gặp lại bạn bè về thầy cô. Riêng mình thì mình rất chờ đợi đến ngày đó, ngày 23 tháng 7 để gặp lại đông đủ các bạn ngày xưa trường Năng Khiếu. Như các bạn thấy đấy, hôm nay tôi có mặt tại đây để thực hiện những cái công việc là rất cần thiết để chuẩn bị cho một cái ngày hội khóa sắp tới, đó là ngày 23 tháng 7 của
tháng tới này thì mọi công việc chúng tôi đang rất là tích cực khẩn trương để được chào đón các bạn về. Nào chúng ta cùng hô to các bạn ơi. Về hội hoa các bạn ơi.